Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong cái bài kỳ này, tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái công thức 3 bước để có thể đạt được những cái số điểm rất cao khi các bạn học bất kỳ một cái môn học nào. Và tôi nói rõ luôn, cái bài này sẽ dành cho cả hai đối tượng là những người đang đi học và những người đang đi làm. Những người đang đi học thì quá rõ ràng rồi. 10 điểm là cái niềm vui, là cái nghĩa vụ, đúng không? Quá rõ ràng rồi. Còn những người đang đi làm thì sao? Các bạn đừng có nghĩ là đang đi làm không cần 10 điểm nha. Nhiều khi còn cần nhiều hơn mấy ông đi học nữa. Các bạn biết sao không? Tại vì khi mà mình đi làm, kiến thức nó bằng với tiền. Tôi nói thật, học nó quan trọng lắm. Học cao, học giỏi rất quan trọng với người đi làm. Kiến thức nó bằng với tiền. Bạn không tin hả? Tôi nói thí dụ bạn là một cái người làm trong ngành bất động sản đi. Bây giờ bạn không giỏi, bạn không có kiến thức. Bạn đi qua một khu đất, làm sao bạn biết được cái khu đất đó là ngon hay là không ngon? Đại khái như vậy thôi, làm sao bạn biết được? Bạn phải 10 điểm, bạn phải học rất giỏi cái môn đó thì bạn mới giàu được. Kiến thức nó đẻ ra tiền. Bạn đi làm thuê cũng như vậy. Bạn biết nhiều, biết sâu, biết giỏi thì bạn không bao giờ sợ thiếu việc làm. Không bao giờ bạn sợ đói. Tôi khẳng định cái điều đó luôn. Thành ra cái nhu cầu mà học và đạt được những cái thành tích cao nó rất thực tế và nó rất cần thiết, kể cả bạn còn đi học hay là đã đi làm. Thành ra cái bài này tôi sẽ giúp các bạn đạt được cái điều đó. Bất kể bạn học cái gì, bạn dấn thân vô cái gì, trường học hay là trường đời, thì bạn cũng sẽ thuộc cái số ít học xuất sắc, nhất là ở trường đời nha. Rồi trước khi mà đi vào cái bước số 1 của cái phương pháp học để đạt được số điểm rất cao, cụ thể là 10 điểm chẳng hạn, kể cả trường học hay là trường đời, thì tôi xin các bạn khoảng dưới 1 phút thôi để tôi giải thích cái nguyên lý này. Tôi giải thích vì sự hiểu biết của các bạn thôi, vì tôi tin khi mà các bạn hiểu cái nguyên lý thì các bạn vào bước 1, bước 2, bước 3 của cái phương pháp bạn sẽ nắm nó rất dễ. Ok, bây giờ tôi giải thích. Cái nguyên tắc cơ bản của cái phương pháp này nó dựa trên một chữ duy nhất thôi, một cái chữ quyền năng, đó là chữ hiểu. Khi mình học cái gì đó, chữ hiểu vô cùng quan trọng. Tại vì khi các bạn hiểu được cái vấn đề bạn học, việc nhớ nó quá dễ, việc ứng dụng nó, xài nó trong cuộc sống cũng quá dễ, tại vì hiểu mà. Cái việc làm nó cũng quá dễ. Khi các bạn thực sự hiểu những gì mà các bạn học thì 10 điểm là tất yếu, thành tựu là tất yếu. Tất cả những cái bài kiểm tra ở đời hoặc là ở trường, thực chất những bài kiểm tra đó là kiểm tra các bạn đã hiểu bài hay chưa. Khi các bạn hiểu, 10 điểm, 9 điểm là tất yếu. Vậy thì 3 bước trong cái bài này là 3 bước giúp các bạn có được một cái sự hiểu về cái các bạn học vượt trội so với những người cùng học với các bạn. Đó là điều tôi chắc chắn, kể cả trường đời hay là trường học nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái bước số 1 về cái việc làm sao để hiểu dữ dội và chinh phục cái điểm 10 trong cuộc sống này. Bước 1 bắt đầu. Ok các bạn, đây là bước số 1 của cái phương pháp học tập 10 điểm. Học tập xuất sắc, học tập giỏi, vượt trội. Và cái phương pháp này thực ra nó cũng rất đơn giản thôi. Nó bắt đầu bằng một cái nguyên lý: hãy biết ghi chép đúng. Ghi chép đúng là sao? Đại đa số các bạn khi mà ghi chép bài học thì các bạn sẽ ghi theo cái kiểu là ở trên cùng là tiêu đề, cái tựa của cái bài đó, đúng không? Rồi xuống dưới các bạn cứ ghi liên tục ý số 1 rồi ý số 2, cứ từ trên xuống dưới làm hoài như vậy. À, đó là cái cách rất phổ biến và rất nhiều người ghi chép như thế. Thực ra nó cũng được, nhưng mà nó không quá hay, nó không đỉnh. Bản thân tôi từ nhỏ tới lớn ghi chép theo cái kiểu như vậy đó các bạn. Và đó là một trong những nguyên nhân mà tôi gặp rất nhiều khó khăn khi mà tôi sử dụng những cái mà tôi ghi chép. Nên là tôi nghĩ hoài, tôi kiếm một cái phương pháp, tôi thử trên trời dưới đất, đông tây kim cổ. Tôi thử hết gần như là tất cả những phương pháp ghi chép và cuối cùng ơn trời các bạn, tôi tổng kết được một cái kiểu ghi chép mới mà tôi cho rằng nó rất hiệu quả với tôi và tôi cũng tin là nó rất hiệu quả với các bạn. Thay vì cứ ghi từ trên xuống dưới một cách bình thường thì các bạn làm cái cách này giùm tôi nha. Ở trên cùng các bạn vẫn ghi cái tiêu đề, cái tựa của cái phần các bạn cần học, cần ghi chép một cách bình thường. Nhưng xuống tới cái phần giữa, xuống tới cái ruột thì làm ơn kẻ cái tờ giấy ra làm hai giùm tôi nha. Và các bạn hãy ghi chú ở cái phần bên trái. Cái phần bên phải bỏ trống, chút phần 2 tôi chỉ. À, đừng quan tâm, bây giờ chỉ cần nhớ cái cách vận hành của cái phương pháp này. Kẻ cái tờ giấy ra làm đôi, ghi chú ở bên trái cho tôi. Ghi chú giả sử cái ý số 1 đi. Ghi hết cái ý số 1 rồi,
hãy lấy một cây thước kẻ vặn ngăn ra, rồi sau đó ghi chú tiếp ý số 2. Hết ý số 2 rồi, kẻ một cái vạch ngang và ghi tiếp ý số 3. Ghi bên trái thôi, đừng ghi bên phải. Nha, đơn giản như thế thôi các bạn. Đó là bước số 1, ghi chép đúng là như vậy. Ít nhất là rất đúng, rất hiệu quả và mang lại rất nhiều kết quả với bản thân tôi. Nha, nó hiệu quả như thế nào thì tới phần 2 các bạn mới hiểu. Còn bây giờ, đó là cái mà tôi rất khuyến khích các bạn ghi. Ha, đương nhiên, mấy ông mà sinh viên hoặc là mấy người mà đi làm thì ghi kiểu như thế này quá dễ. Tại vì không ai quan tâm các bạn ghi chép như thế nào. Nhưng mà những cái bạn mà còn đi học từ phổ thông trở xuống á, thì có thể ghi chép kiểu này nó cũng hơi căng đúng không? Tại vì thầy cô có thể la. Thì thôi cứ coi tiếp đi. Một chút xíu nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mà ghi như thế nào, đặc biệt dành cho học sinh phổ thông ha. Còn bây giờ hãy nhớ cái ý tưởng chính của cái phương pháp ghi chép này nha. Ok, các bạn nắm hết rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp phần số 2. Ok các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục với cái bước số 2 của cái bài ngày hôm nay. Cái bài mà cái tên nó trùng với cái mục tiêu, cái đích đến mà chúng ta mong chờ. Đó là gì? Học sao để được 10 điểm. À, cái bước số 2 này sẽ có cái tên đó là tiêu hóa. À, các bạn nghe các bạn thấy ngộ ngộ ha, gì mà ăn uống gì tiêu hóa đây. Thực ra cái chữ tiêu hóa nó hay lắm các bạn. Các bạn có biết cái lý do số 1 khiến một cái người cho dù siêng cách mấy đi chăng nữa nhưng vẫn học dở? Bạn biết lý do là gì không? Cái lý do nằm ở chữ tiêu hóa đó. Ông không tiêu hóa được những gì các ông học nên dở là đúng. Các bạn nhìn lại cái nốt, cái tờ giấy mà chúng ta vừa phân tích ở bước số 1. Tất cả những cái phần bên trái, thưa quý vị và các bạn, những gì mà các bạn nghĩ là quan trọng nhất là kiến thức, bạn chép vô, thực ra đó là những thứ chưa tiêu hóa. Đó là kiến thức thô, đó là chữ của người ta, đó là tư duy của người ta, không phải của bạn. Bây giờ tôi chấp bạn luôn á, tôi nói thật, tôi chấp bạn học thuộc lòng hết tất cả những gì mà các bạn ghi chú. Thì cùng lắm các bạn đi được tới khá thôi, bạn khó mà đỉnh được. Tôi quan sát bao nhiêu con người ở cuộc sống này rồi. Bạn học thuộc lòng vanh vách cái này đúng không? Bạn khá thôi. Còn khuya bạn mới đỉnh. Đi làm cũng như vậy, còn khuya bạn mới đỉnh. Bạn mà muốn đỉnh, bạn phải tiêu hóa được cái đống ở bên trái này. Không tiêu hóa được là không đi tới đâu cả. Không có thành công nổi đâu. Cái này nói rất thật nha. Nên là cái nhiệm vụ của bước số 2 này, tôi sẽ giúp các bạn một cái phương pháp để tiêu hóa được những thứ nằm ở bên trái. Tiêu hóa đồng nghĩa với việc hiểu rất sâu, hiểu rất đỉnh, hiểu rất vượt trội. Phải làm được cái công đoạn này thì mới 10 điểm được các bạn ơi. Đương nhiên đừng có lo, nó không quá khó đâu. Và tôi chỉ các bạn ngay bây giờ đây. Rồi, bây giờ bạn nhìn ở bên trái nè. Bên trái là kiến thức thô đúng không? Kiến thức chưa tiêu hóa đúng không? Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là viết nó lại ở bên phải. Nhưng cái phần viết ở bên phải này, tức là những kiến thức đã được tiêu hóa đó, các bạn sẽ viết nó dựa trên 2 tiêu chí. Chỉ cần các bạn làm được 2 tiêu chí này, có nghĩa là các bạn đã tiêu hóa thành công những thứ ở bên trái. Tiêu chí thứ nhất, bạn phải viết được dựa trên cái chữ nghĩa thân thuộc với các bạn. Chữ nghĩa viết lại phải thân thuộc, chứ không phải là những cái chữ xa xôi xa lạ giống như bên trái. Sao mà nhớ nổi, sao mà thấm nổi. Phải viết lại sao cho chữ nghĩa thân thuộc. Cái thứ hai là phải viết lại và chèn vào đó những trải nghiệm cá nhân của chính cuộc đời các bạn vào đó. Thì nếu làm được như thế, bạn đã tiêu hóa thành công. Đương nhiên tôi sẽ thị phạm dựa trên những tình huống, những bài học thực tế cho các bạn luôn. Các bạn yên tâm nha, tôi sẽ thị phạm yên tâm. Còn bây giờ các bạn phải nhớ thật kỹ cái này nha. 2 tiêu chí như tôi đã ghi ở trên màn hình, làm được cái này tiêu hóa ngọt ngào. Và đương nhiên trước khi tới cái phần thị phạm thì tôi cũng nói rõ luôn với các bạn. Cái phần tiêu hóa này gọi tên một cách mỹ miều là chúng ta đang lao động trí óc. Muốn thành công kể cả ở trường, kể cả ở đời thì lao động trí óc là một cái bước không thể thiếu. Đây là cái lời thẳng thắn nha. Tốt hơn hết từ bây giờ trở đi, các bạn làm quen với lao động trí óc đi. Kể cả các bạn còn nhỏ hay các bạn đã lớn. Thời điểm hiện tại trở đi, ai mà không biết lao động trí óc thì làm quen với cái khổ luôn cho nó khỏe, bất kỳ công việc là gì. Lười lao động trí óc là thất bại. Lười lao động trí óc không bao giờ có lương cao. Lười lao động trí óc là đóng cửa cuộc đời của mình. Sẽ không ai trả tiền nhiều cho các bạn nếu các bạn không biết lao động trí óc đâu. Trừ khi bạn vô công ty của ba bạn bạn làm, hoặc là của mẹ bạn bạn làm, ok, sao cũng được. Còn thời điểm hiện tại, thị trường lao động cần những người giỏi lao động trí óc. Đó là cái tôi khẳng định. Và các bạn hãy quan sát xung quanh đi. Những người giật giờ lương thấp, những người anh, những đứa em của bạn, những người mà làm mãi không có được cái mức thu nhập mong muốn,
Hãy nhìn họ coi, đó là những kẻ lao động trí óc cực kém luôn. Nên là cái gợi ý cho các bạn nha, hãy quen với lao động trí óc đi. Và đây là cái bài tập để các bạn làm quen với nó đó. Bài tập tiêu hóa, cơ hội của cái thời đại này dành cho những người biết siêng năng lao động trí óc. Không cần thông minh, chỉ cần chịu lao động trí óc thì sẽ có thành quả. Và thành quả hiện tại dễ thấy nhất là một cái mức độ hiểu sâu sắc, hiểu hơn những cái thằng thông minh mà nó lười. Hiểu và đạt được những số điểm cao, hiểu và làm được nhiều thứ trong cuộc sống này. Từ đây nè, nên nhiều khi tôi cũng không muốn các bạn nghĩ ok đây là học, ok đừng nghĩ nó là học. Hãy nghĩ tôi đang lao động trí óc. Thì khi mà mình lao động trí óc, thành quả nó tới là chắc chắn. Không nói nhiều, nhớ kỹ nha, chắc chắn thành quả sẽ tới. Phải có cái niềm tin đó, không lao động trí óc được là vứt. Vứt chắc luôn, thật sự đó nha. Giải thích như thế để các bạn hiểu. Ok, bây giờ tôi sẽ thị phạm ngay vào những phần người thật, việc thật, những kiến thức thật. Và tôi sẽ thị phạm cái cách mà tôi tiêu hóa nó như thế nào, dễ hiểu như thế nào, ứng dụng như thế nào, theo hai cái nguyên tắc mà tôi vừa nói ra cho các bạn. Thí dụ bạn đang coi video một cách ngon lành, rồi tự nhiên bạn bận đột xuất, bạn không thể coi hết video được. Bạn muốn lưu cái video này lại để khi nào rảnh rảnh bạn coi tiếp. Thì cách làm rất đơn giản thôi các bạn. Các bạn giữ ngón tay ở nút lưu ngay bên dưới video này, sau đó tích vào xem sau và bấm xong là ok. Và cái cách để khi mà chúng ta rảnh, chúng ta coi lại cái video này thì như thế nào? Rất là đơn giản thôi, các bạn bật cái app YouTube lên, sau đó các bạn chọn cái tab thư viện và kéo xuống chọn xem sau, thì cái video chúng ta lưu nó sẽ hiện ở giữa ở đây. Rồi ok, đây là cái phần mà tôi sẽ thị phạm thực tế kiến thức luôn nha. Tôi sẽ tiêu hóa những cái kiến thức này như thế nào thì tôi chỉ hết cho các bạn chứ chả có giấu làm gì đâu. Và hãy xem cho nó kỹ, đổi đời đấy, hơn người đấy, và đó là thật đấy, chứ không phải là lên tinh thần tếu táo đâu. Nha, ở đây tôi sẽ lấy một cái ví dụ về cuộc chiến của Ngô Quyền ha. Thực ra tôi lấy đại một cái kiến thức để mà tôi thị phạm cho các bạn mà. Vì tôi luôn muốn các bạn nắm cái cốt lõi của cái kiến thức này. Thì cái dạng nội dung nào các bạn cũng có thể tiêu hóa được. Kể cả các bạn đọc một bài báo, đọc giáo trình, đọc sách, cỡ nào cũng tiêu hóa được. Thiệt sự luôn á. Thì bây giờ giả sử tôi đang học lịch sử, thì bây giờ cái cột bên trái tôi sẽ ghi lại những cái ghi chú bình thường như mọi người đã học ha. Ghi chú là gì? Thí dụ tháng 10 năm Mậu Tuất, thuyền của giặc tiến vào sông Bạch Đằng. Quân ta dụ cho thuyền giặc vượt qua trận Địa Cọc, đợi cho nước thủy triều xuống, quân ta bắt đầu tấn công dữ dội, đánh vỗ mặt vào hai bên sườn, làm cho thuyền giặc tháo chạy, va vào cọc nhọn bịch sắt, bị đắm gần hết. Nói thật các bạn luôn á, tôi đọc, tôi ráng, tôi nhấn, tôi nhá, tôi nhả, nhưng mà đúng là nó quá khó tiêu hóa. Tôi chấp các bạn học thuộc lòng cái này luôn. Cực kỳ khó để các bạn thực sự hiểu, cảm và nối lại nó ở một cái level mà hiếm người nói được. Cực khó luôn. Đơn giản thôi, học thuộc lòng một cái kiến thức chưa tiêu hóa không thể thành công được. Vậy thì bây giờ tiêu hóa như thế nào? Thì hai nguyên tắc tôi nói các bạn rồi đó. Nối lại nó phải gần gũi. Và tốt hơn hết, nhét cái suy nghĩ cá nhân vào để nó trở thành một cái cực kỳ thân thuộc với mình thì mình sẽ hiểu nó thôi. Thí dụ cái năm đi, tháng 10 năm Mậu Tuất, tùy các bạn có thể chuyển nó hay là để nguyên cũng được vì cái năm mà. Ví dụ tôi có thể ghi là tháng 10 năm Mậu Chó chẳng hạn. Nó giúp tôi dễ nhớ hơn rất là nhiều, đương nhiên đi thi rồi phải sửa thành Mậu Tuất nha mấy ba. Nhưng mà thí dụ đó cũng là một cái cách để tiêu hóa nó và giúp cho cái sự nhớ của chúng ta dễ hơn rất nhiều. Thì thôi tôi ghi lại là Mậu Tuất đi, để Mậu Chó ghi nói bậy bạ. Rồi, ghi lại là Mậu Tuất. Ở cái phần thông tin, thuyền giặc tiến vào sông Bạch Đằng, quân ta dụ thuyền giặc vượt qua trận Địa Cọc. Cái chỗ này quá khó để có thể thực sự thuật lại. Thì mình phải chuyển hóa thành cái gì đó dễ hiểu. Ví dụ bản thân tôi đọc thì tôi hiểu rồi. Nhưng mà có thể ngày mai tôi không nhớ nổi. Thì bây giờ tôi phải chuyển hóa lại thành chữ của tôi, trải nghiệm của tôi. Đúng không? Thì bây giờ tôi có thể viết lại theo cái kiểu thuyền giặc tiến vào sông Bạch Đằng. À, tôi chấm một cái. Quân ta dụ tụi nó đi sâu vào chỗ có cọc. À, hiểu hơn đúng không? Dụ giặc thì nó quá bình thường. Dụ tụi nó, đó là cái chữ của tôi. Tôi thấy tôi dễ hiểu hơn khi mình sử dụng cái chữ tụi nó. Và thậm chí các bạn biết ở miền Nam cái chữ dụ nó quá bình thường. Các bạn sẽ nghe cái chữ nhử, giống như các bạn đi câu cá, các bạn dụ con mồi. Bạn nhử, thì tôi viết thành cái chữ quân ta nhử tụi nó đi vào khúc sông có cọc. À, là kể lại là nghe là dễ hiểu liền luôn á. Nhử nó vô cái chỗ có cọc. Rồi, tiếp theo, cái câu bên kia đợi cho nước thủy triều xuống, quân ta bắt đầu tấn công dữ dội. Thì
cái chỗ này, cái từ ngữ nó cũng không có được thuận đối với bản thân tôi. Tôi phải tiêu hóa nó, tôi phải biến nó trở thành gần gũi, tôi phải đưa những thứ riêng tư cá nhân của mình vào nếu có để dễ hiểu. Thì bây giờ mình sẽ viết tiếp là đợi nước xuống, quân ta dứt tụi nó. Dứt lại là cái chữ thân thuộc trong miền Nam và gần gũi với tôi. Đánh thì quá bình thường, canh nó ra, dứt. Đó, thì có thể ghi canh nước xuống, dứt. Đó, là thấy là ok, đã bắt đầu tiêu hóa được được rồi đó. Tại vũ nó vô chỗ có cọc mà. Canh nước xuống, dứt. Đó. Rồi sao nữa? Dứt nó thì nó chạy, bị cọc chít lúng thuyền, chết thua. Đó là cái cách mà tôi chuyển hóa rất là dễ. Dựa trên ngôn ngữ đời thường của tôi, dựa trên những từ ngữ mà tôi có thể hiểu, thì ngon là ngon như vậy đó các bạn. Còn thấy đúng không? Hiểu chưa? Chuyển hóa và tiêu hóa hoàn toàn, và nếu không muốn nói là hoàn hảo, với bản thân tôi. Nó vui và bây giờ nó trở thành một câu chuyện giống như trên phim vậy. Thì hiểu như thế, kể lại cho đồng bọn, bạn bè nó nghe, thậm chí là tới khi mình đi vô lớp, mình làm bài thi, thì thưa quý vị và các bạn, sao mà không nhớ được? Cái này mới gọi là hiểu, là một khi đã tiêu hóa thiệt luôn, nhớ nó dễ, xài nó dễ, ứng dụng nó dễ, nó thấm nó cũng dễ được. Đúng không? Bây giờ tôi thuật lại sơ sơ cho các bạn nghe, mà tôi không thèm nhìn cái giấy mà nãy giờ tôi phân tích cho các bạn luôn á. Làm sao? Tháng 10 năm Mậu Tuất đúng không? Địch vô sông Bạch Đằng, mình nhử nó vô khúc có cọc, đợi nước xuống dứt nó, đúng không? Nó chạy, mà tại vì nước xuống mà, cọc chích vô, thuyền lúng chết, chìm đó. Thấy dễ không? Quá dễ, đó là hiểu đó. Nha, đó là cái phương pháp để tiêu hóa đó. Và đương nhiên, những cái mà các bạn đã tiêu hóa ở ô bên phải á, các bạn có thể xem tiếp một cái bài khác của tôi, cách nhớ lâu nha. Cái cách nhớ lâu á, tôi có để cái link của cái bài đó ở ngay cái comment đầu tiên á. Sau khi mà xem xong cái bài này, các bạn có thể xem tiếp cái bài đó. Tôi sẽ chỉ các bạn cách sử dụng phần mềm ghi nhớ để nhớ những cái thông tin này, có thể nhớ vài năm luôn, vẫn nhớ được, dư sức nha. Sau khi xem cái bài đó, các bạn có thể check tiếp cái comment đầu tiên. Các bạn cứ bê nguyên cái cột bên phải này đưa vô cái phần mềm đó là sẽ giúp các bạn nhớ được thôi, rất dễ nha. Vậy đó là một cái ví dụ đầu tiên tôi chỉ các bạn. Tôi ngồi, tôi phân tích, tôi giỡn, tôi vui, tôi kể chuyện, gây hứng thú cho các bạn thì nó lâu thôi. Chứ mà nói thiệt luôn, làm mà ba cái đồ quỷ này nhanh như gì. Tại vì những từ mà tôi đang nói là những từ mà trong máu, trong ruột của mình rồi, thân thuộc gần gũi mà, đâu có phải sâu xa mà các bạn nói là nó khó quá, em không làm được. Trong ruột mình hết mà. Nhưng đây là lao động trí óc nha. Thời đại mới hơn nhau ở cái sự lao động trí óc là rất lớn đấy. Rồi ok, đó là cái ví dụ thị phạm của tôi dành cho các bạn. Tất cả những môn học khác, những ví dụ khác, các bạn hãy làm tương tự như thế các bạn nha. Nguyên tắc nó y chang nhau à. Tại vì cái thời gian của chương trình có hạn nên tôi không thể nào lấy nhiều cái ví dụ thị phạm được. Dĩ nhiên nếu các bạn muốn tôi làm thêm nhiều ví dụ trong các lĩnh vực khác thì các bạn có thể comment yêu cầu của các bạn ở bên dưới, thì tôi sẽ cân nhắc làm cái phần số 2 của cái bài này nha. Rồi, như vậy là bước số 2 đã xong, nhưng bài này chưa xong đâu. Tại vì còn bước số 3. Cái bước thứ 3 là cái bước giúp các bạn thực sự được 10 điểm tròn luôn. Thiệt, 10 điểm tròn luôn. Thì bây giờ bước số 3 tôi chỉ các bạn cái gì đây? Cùng xem tiếp nha. Ok các bạn, chúng ta đang tới với cái bước số 3, cái bước có thể gọi là ngắn nhất, nhưng lại là cái bước giúp các bạn hoàn thiện và đỉnh nhất trong cái phương pháp học tập 10 điểm này. Tên của nó là chia sẻ. Thực ra nếu mà sử dụng cái chữ dạy học thì cũng đúng thôi. Khi các bạn đã tiêu hóa được rồi, các bạn vẫn cần thêm một bước nữa để kiểm chứng thực sự bạn hiểu nó hay không. Đó là khi bạn có khả năng dạy lại cho người khác và người khác hiểu. Thì ở đây bạn có thể chia sẻ lại ở trên Facebook. Bạn thử bạn viết lại những kiến thức bạn đã học dưới cái lăng kính hiểu của bạn, và hãy sử dụng những cái chữ trịnh trọng chút xíu cũng được, vì rất có thể khi mà đặc biệt là học sinh, sinh viên vô làm bài thi thì cần viết lại theo cái nghĩa trịnh trọng mà. Thì cái việc mình chia sẻ lại sẽ giúp chúng ta thực sự làm chủ và thấm thêm một cái lớp cực sâu luôn với những gì mà chúng ta học được. Đương nhiên cái việc mà chia sẻ lại, dạy lại cho người khác nó ẩn chứa một cái sự nguy hiểm. Có thể người ta sẽ phê bình các bạn. Và tôi biết rất nhiều người rất sợ dạy người khác, sợ bị phê bình. Thì ở đây có một cái bí kíp nha. Và cái này tôi chỉ rất nhiều đứa học trò của tôi là sinh viên. Tôi kêu tụi nó làm một cái trang Facebook và lấy đại một cái nickname nào đó. Ví dụ đứa đó tên là Nguyễn Văn A đi. Thì đừng có share trên cái Facebook cá nhân của mình là Nguyễn Văn A.
Có thể bạn bè vô nó chê cười thì mình không có động lực mình chia sẻ. Các bạn hãy tạo một cái fanpage, một cái tên người chẳng hạn. Ví dụ như là David English chẳng hạn. Lấy đại đi, một cái tên nào cũng được. Sau đó các bạn hãy viết những cái bài chia sẻ ở trên cái fanpage của cái người mà các bạn chế ra đó. Hãy chia sẻ, dạy là những gì mà các bạn đã học. Thực ra đúng hơn là các bạn viết lại theo một cách chỉnh chu những thứ đã được tiêu hóa ở cái cột bên phải. Và tốt hơn hết, các bạn hãy ráng nhớ lại thôi và đừng nhìn cái cuốn sổ. Sau khi viết trên cái fanpage của cái ông David English gì đó mà các bạn tự nghĩ ra, các bạn hãy share cái bài đó về tường của các bạn và các bạn hãy ghi cái câu: "Ồ, có ông này giải thích bài dễ hiểu ghê." À, đó, có thể là kể cả những người đã đi làm luôn nha. Lúc này tụi bạn của các bạn sẽ có cái nhu cầu: "Ồ, có ông này giải thích dễ hiểu." Tụi nó sẽ vô, tụi nó coi và nó khen đáo để luôn các bạn. Đây là cái trường hợp có thật nha. Tụi nó không hề biết cái nhân vật David English ẩn danh đó chính là đứa bạn của mình nó viết đó, mà nó giả điên. Nhưng mà cái đứa học trò của tôi nó rất vui các bạn. Đúng là nó đã thành công trong cái việc không chỉ hiểu mà còn dạy lại cho người khác. Các bạn thừa sức hiểu mà, trong tâm lý học, việc dạy lại cho người khác, chia sẻ lại cho người khác là một trong những bước rất quan trọng để xác nhận bạn đã hiểu bài hay chưa nha. Bạn đã thấm hay chưa? Nếu bạn có thể dạy lại được cho người khác và người khác dễ hiểu cực kỳ là bạn đã thành công rồi đó. Bạn đã tiêu hóa nó đỉnh của đỉnh, thậm chí bạn còn viết lại theo cái phong cách của bạn nữa. Rất dễ thành công nha. Và đặc biệt cái việc bạn viết lại như thế này đó, giả sử bạn còn đi học, mai mốt bạn đi thi, thì cái việc bạn viết trong cái bài thi nó cũng y chang như là cái việc bạn chia sẻ và bạn dạy cho người khác. Nên là tôi mới nói viết lại một cách chỉnh chu trịnh trọng, nó sẽ giúp các bạn đi thi điểm nó cao lắm các bạn ơi. Rồi ok, đây là cái phần mà tôi giữ lời hứa lúc nãy. Tôi hứa với những bạn còn đi học, học sinh ha, không có thể chép theo cái kiểu mà gạch vỡ ra làm hai. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Từng cái ý chính của cái bài đó các bạn đánh số vô cho tôi. Ví dụ đánh số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 ha. Đánh vô cái cuốn vở của mình đó, rồi lấy một tờ giấy khác để sát bên. Và hãy tiêu hóa lại những thứ đã được đánh số. Ví dụ cái ý số 1 bên đây qua bên kia tiêu hóa lại thành một cái ý số 1 khác. Nó cũng y chang như là kẻ đôi thôi, nhưng mà vấn đề là cái cuốn sổ của học sinh thì không kẻ đôi được, thì lấy một tờ giấy khác để sát bên, coi như cái khúc giữa là một cái lặng, thì mình đánh số. Rồi sau đó qua bên kia mình chuyển hóa lại. Nhưng mà nếu được bạn ghi cái số nhỏ nhỏ thôi để bạn không phải bôi, để nhiều khi có việc cần các bạn đối chiếu lại, thì các bạn chỉ cần bài này đúng không, ý số 3 thì mình lật đúng cái trang đó của cái cuốn tập của mình, ý số 3 rồi ổn bình thường đúng không. Nha, đó là cái cách để các bạn lách và các bạn có thể ứng dụng được phương pháp này qua vậy đúng không? Rồi, ok. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn về cái cách học tập 10 điểm. Tôi hy vọng tất cả quý vị và các bạn sẽ có được những thành công thực sự luôn ở cuộc sống này, kể cả trường học hay trường đời. Thì 10 điểm trong tầm tay với những gì tôi chỉ các bạn là lao động trí óc trong cái bài này. Tôi chúc các bạn có nhiều thành công nha. Ok, bây giờ thì bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ tối thứ 7 tuần sau cũng trên kênh YouTube của Web 5 Ngày các bạn nha.